Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình Sơn Thạch. Ok, hello chào các bạn, mình tên là Ni. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nhập Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là anh em mình có nhận được cái cuộc điện thoại từ anh quản lý bản làng Đan Lạt các bạn. Thì hiện tại anh em mình đang có mặt ở đây là chỗ nơi vườn của bác chủ vườn xoài. Đấy là vườn cám các bạn, cái vườn mà hôm kia mà cho bản làng Đan Lạt về anh quản lý làm ở đấy các bạn. Làm là đúng như chăm sóc ở đấy và thu hoạch bán xong là ăn 50-50 đấy. Thì sáng ngày hôm nay là anh quản lý cũng có gọi cho mình là bảo là có cái chuyện muốn nói mà đến tại vườn cám. Đấy anh ấy chỉ nói vậy thôi. Mà anh em hồi sáng đến giờ thì là bần đi các bản, cho nên là hôm nay đến bây giờ chiều muộn này. Bây giờ cũng 4:30 đấy các bạn, 4:30 chiều đây. Thì anh em mình bắt đầu mới có thời gian là quay trở lại đây để không biết anh quản lý là muốn nói cái chuyện gì. Đấy cái đấy mình cũng chưa biết cho bạn. Thì hôm nay quay trở lại đấy sao thấy hôm nay cỏ mọc nhiều anh nhỉ. Chắc có lẽ cũng để lâu đó, rắn hả? Đấy, cám quỷ rất là nhiều các bạn này. Cỏ này, những cái cỏ đúng là những cái mưa mưa đến mau các bạn này. Không biết hôm nay là anh còn cỏ đẹp đấy. Anh em mình đến biển đây cực kỳ buồn này. Qua wow, vào đây thì đúng lụt người luôn này, không thấy cũng thấy đau luôn này. Hôm nay là cỏ này. Qua wow, vào đây thì lụt luôn. Ở phía dưới kia có một chỗ ở sạch xe là thu hoạch này kia cả rồi. Trên đây này tránh này. Lụt cả cây này. Thấy là chắc là lâu chứ không làm như nào đấy. Màu cỏ quá đẹp chứ còn đẹp. Nhưng mà cỏ nhiều quá. Chắc có lẽ thấy cỏ đẹp để vây luôn. Không, chắc có một nửa như này thôi. Một nửa như này bên đây này. Nhìn này. Đẹp thật đấy nhờ. Cỏ này là giống như chiều hoàng hôn ra đây ngắm thì quá đẹp. Hầu như cái vườn nào mà để ấy cũng cỏ này mọc lên nhánh. Sao là cái mùa mưa này đúng không anh? Mùa mưa thì tất nhiên thì cỏ nó lên đâu. Hoa này. Ở đây chủ yếu là cả vườn luôn các bạn này. Cả vườn luôn này. Hả? Cả vườn luôn này. Kính chưa? Quá đẹp nhỉ. Đấy. Cám chanh hay là chắc cái chỗ này trên này chứ làm ở phía hầu như làm ở chủ yếu mà hôm làm ở phía dưới kia cả các bạn. Nói chung là rồng vầy thì làm sao được. Vì giờ cũng không phải cũng khó đấy các bạn. Không phải là của bản làng Đan Lạt giờ ấy mà giờ, bây giờ là nó còn của bạc ấy cũng chất kiểu chất chắc chắn lắm. Nhưng mọi người bây giờ cũng tập trung vào kiểu bán hàng Đan Lạt đi mua phụ kiện về để làm thêm này mọi người. Và ở đây thì cũng có chỉ là làm thêm đây là ấy đây này, chăm sóc cám này, quả này. Úi giời. Thế này chủ yếu cám với chanh hả? Cám với chanh. Cám với chanh, chanh đá đấy, chanh này mà làm sumo uống rất ngon đấy này. Cám các bạn quả này. Mà cỏ lụt người luôn, khiếp. Cỏ này đẹp thật đấy. Nhờ. Wow, cái gì đấy anh thấy cái? Cái này hả? Hả? Cái bí cú? Cái bí cú? Có rất nhiều gái nha các bạn, ở phía dưới đây này, nhiều gái luôn. Cái quốc quýt. Quýt quýt. Quýt quýt. Xem nào quýt. Quýt quýt. Quýt quýt. Ê, tiết ra ít xuống đi. Lá lá tên lá, lá lá lá. Lá lá. Tiết ra, ít xuống tập bên. Ít xuống lá. Ừ, lạnh xin mà. Số biểu là lạnh xin mà tí đây. Lê Văn tâm hả? Tạm bộ. À kì. Lê Văn tên vé này, vé này. Ý xê. Thôi này, trời. Chiều này đói bụng lắm này. Giờ là có gì thì ăn đấy thôi. Đánh máy. Cổ trời ơi. Ủa đó. Chắc là giờ ngọt lắm đấy. Hay là mưa có nhà đâu. Không biết nữa. Cứ chưa ăn. Hả? Ủa. Hả? Thử bên. Ngọt đấy. Ngọt bạn. Ngọt. Không chua. Cả cái chỗ này một màu cỏ rất đẹp chứ còn này. Hả? À, trâu phía trên kia kia, trâu trên kia ở dưới này chứ làm. Thôi, ta lên trên kia này đi. Ừ. Trong này gái nhiều mà. À, trong đây nè. À, đấy con này. Toàn một cà rốt này. Cái đấy là cái hôm có hôm anh lên hôm anh lên là mời cái nữa đấy. Mới xuống giống đấy. À. Không thấy người đâu rồi. Hôm nay cuối tuần rồi có thấy đâu. Thế này toàn cà rốt cả chắc các bạn. Đĩa ông về nhà ký tên đàn đàn ấy. Nà đấy đấy, nó tên ấy. Cả cái dốc này các bạn này. Toàn bộ là cà rốt không này. Đấy, tốt chưa? Đấy, sánh mượt gì kia.
Bút dài dài luôn. Ở đây bắt xuống đó. Đi mất mà cả mấy chục phút. Dài thế này em. Nghe đó, ôm mất cả bài rồi. Một bản chứ không phải là một người hai người chứ đâu. Tránh kìa, tránh trên kia kìa. Quả vàng khe lên. Nhất thải thu hoạch đi bạn. Cái này tránh đấy à. Cánh đấy là anh quản lý anh còn chờ với nhiều lắm rồi. Hả? Chờ với bạn nhiều lắm rồi. Chờ với bạn thì có tiền thôi. Thì bây giờ ở đấy là thật về các bạn ở đấy không phải là của bản Lan Đán Lạt, cho nên họ là cùng chó làm tạm thời để tiệc thì làm vậy thôi. Chứ bạc lấy lại lúc nào là quyền của bạc thôi. Đấy, bạc lấy lại là quyền của bạc là cũng không phải mà đầu tư vào làm cũng không được. Chó làm tạm thời có sao thì ăn vậy các bạn. Có sao thì ăn vậy, rồi là chăm sóc đây là cũng không bị chăm sóc mấy. Đấy, đất trồng ấy thì trồng thêm những gì nữa mà người dân bản Lan Đán Lạt thì hiện tại cũng rất là bần rộn nhiều thứ đấy, là cả bên Đan Lạt đây người thì làm nông nghiệp trồng trọt nè. Cháu đây là đang mới thu hoạch cái gì nhá. Đây chắc là mới thu hoạch. Ăn ở đây. Ăn đây này. Người đi đây này. Đi đâu nhanh. Đi không bao đây. Chỗ này hơn. Cổ gái như thế đấy. Tránh cái bàn tránh đá này, tránh này làm mà được tránh uống ngon lắm này. Cái tránh cái trong có cái mùi nó dẻo dẻo. Cứng như đá mà. Ừ. Gọi người ta gọi bên đây gọi là tránh đá đấy, cứng như đá luôn. Công nhận là cái vườn này công nhận đẳng cấp thật đấy. Ô hơ mà mê lửu cả bác chủ đất lên đấy, bác chủ vân xoay rồi các bạn. Ô quay đâu cả. Ô cả nào à muốn tôi tem bù yes mà mê lửu tôi đúng anh mà đủ tôi bánh à. Ê mà mê lửu muốn tôi tem bù nha. Ok ok lời ta mà mê lửu entre mà mê lửu xe hoa các bạn. Ô sao cũng mê lửu cô mê tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tudo bem? Sim, tudo yeah. Bem. O pé como assim? Tá tudo bem. Tá bem? Você tá para ver ainda? Vai dar nhiều lắm aí. Você tá para ver ainda? Sim. Tudo bem? Tá tudo bem. Não tá doendo mais? Não, não está doendo mais. Ok. Sim, sim. Você, de manhã liga, eu vou chegar. Eu liguei pro chefe. Yeah. Nós esse dia paramos, nós já não estamos a trabalhar mais aqui porque o mais velho tem preocupação. Ah, é? Os filhos dele já me vinha já ter comigo, conversar comigo. Eu digo, não, tenho que ligar para o meu chefe. Ah. O mais velho tem preocupação, é por isso que nós paramos esse... e o mais velho quer vender. Se o mais velho quer vender, eu não tenho como vender, é por isso que eu liguei para o chefe. Liga, eu fazer o quê? De antes você não fazia nada comigo, esse aqui... Tu conversar com o mais velho, com você. Não, sim, para mim. Sim, chefe. Nós assim sozinhos aqui não vamos conseguir nada. Ah, é? É por isso que nós ligamos para o chefe, porque para o chefe viver, na verdade, conforme que está a fazenda. Ah. E ouvir aquilo que vai dizer o mais velho. Ok, sim. Tá bem. Mas, bạn, thì, theo như lời anh quản lý nói là bác cùng con bác là lại là cái vườn này. Là đấy, mình cũng nghĩ cái cuộc gọi này là bảo đến cái chỗ này đấy. Thì mình cũng nghĩ rồi, hay là một lời bạc lấy lại hay như thế nào. Vì bạc chưa chấn khỏe đấy mà. Bạc chưa chấn khỏe rồi, giờ lấy lại để làm hay sao đấy. Thì cũng đúng thôi, thì người ta cho làm thời vụ đấy các bạn. Được vụ nào thì hay vụ đấy thôi. Dạ, đúng mà về luôn. Sim. Esse agora tem na CB aqui? Aqui. Dạ. Essa fazenda aqui? Sim. Sim, eu chefe está a vender esse terreno aqui. Vender? Está a vender. Você está brincando. Está vendendo lá do manga, já está agora te vendendo aqui? Eu aqui na manga tirei lá uma metade, já comprei uma fazenda lá. Ah, é? E eu como estou a crescer, então quero criar o futuro para meus filhos. Yeah. Eu quero que ajudar o dinheiro daqui e o dinheiro de lá, da manga. Quero comprar uma sarda de pescar peixe lá no Namibe. Tenho quatro filhos. Sarda? Sim, aquele tipo um barco pequeno. Hã? Tau. Tàu á? Bác nói tàu để đánh cá chẳng ấy. Có bao xa ở đâu ali así? Sim, mas aquele leva um motor, leva um motor atrás, tipo barco pequeno, de apanhar peixe. Bác này là mua cái tàu nhỏ. Nhỏ để đánh cá. Bán cái vườn này để mua cái tàu nhỏ để cho con cái đi đánh cá nha các bạn. Ê. Sim, mas vende aqui? Sim, vou vender aqui. Mas contentor para estar lá. Guardar o peixe e vou começar a vender lá, porque tenho lá quatro filhos que estão no Namibe. Quatro filhos lá ficam do Namibe? Sim, no Namibe. Depois apanhar peixe e vender aonde? Eles vendem assim, é mesmo arranjar um carro, vender assim nos municípios. Đánh cá xong là mua một cái container, gọi là cái container đấy các bạn, cái container, cái thùng container đấy.
đấy là một cái thùng không, thùng sắt không đấy, là để mà đánh cá xong rồi đưa bỏ một cái huyền nào đấy, bỏ dưới một cái huyền nào đấy là cố định đấy, xong là sẽ đưa cá xuống dưới huyền này bán. À, công nhân bác nghĩ ra đấy, những cái mà mình chưa từng nghĩ ra đấy các bạn. À xin ở tới bên đây cái công ra để bôi đã cái đu phi liền đấy. À xin vốn đã một xíu, porque eu já saí aqui, já mudei, estou lá na Sibéria, já comprei uma grande fazenda lá. Sim, eu assim isso já é futuro para as crianças. Bác bảo là một nửa tiền hôm kia bán bên xoài đã mua một cái trang trại ở dưới cái huyện khác rồi các bạn, dưới cái huyện khác chắc là cái huyện đấy để với bán cá đấy đây. Chắc là để tập trung với chữ luôn đấy. Bây giờ bán chỗ này thì bán lan đan lá thì cũng không làm, nhưng mà cái này thì mỗi hôm là cũng chỉ làm thời vụ thôi mọi người, làm thời vụ thôi. À xin ở phố chơi agora muito dinheiro, compra já. Não vou conseguir. Um dinheiro que nós temos é pouco, não vou conseguir. Đúng rồi, mình nghĩ bác bảo là đi xuống những cái huyền đấy chắc là sẽ ở dưới đấy đấy, ở dưới đấy là sẽ là làm một cái gì đấy để mà giờ đấy nhiều cá là bán bốn bàn đặt đây vì đấy còn theo anh nghĩ là cũng vậy đấy, là kiểu sau này kiểu giống như tập trung định cư vậy luôn. Như cái huyền đấy là cá số lượng cá bán ra đặt đấy, hoặc cũng như giống đi tìm hiểu thị trường đấy các bạn. Ê một chiếc bến xa xin tâm muốn tụ đi tan thì nhá, muốn tụ futuro. Hả? Xin em kêu mẹ mà xin. Em bến xa bố xe đủ pé tẹp mình ăn để bố em ở nó sao yêu mai? Não. Eu não vou ficar mais aqui. Ah. Assim, eu não vou ficar mais aqui. Tenho que ficar lá e visitar sua família aqui. Vou ficar mais lá na. Bác bảo là sẽ bạn đi đi lại lại vậy, đi đi lại lại là về thăm anh em ở đây, cũng không sao. Mưa đấy không ạ? Bác đang có mấy vườn nữa mà. Bác đang có hai vườn nữa. Agora do ano aí rico como era já. Chefe, não vou conseguir, chefe. Não vou conseguir, é por isso que eu liguei para o meu chefe. Ei, você vende tudo assim aqui? Não leva bem, né? Tudo. Vou tudo? Sim, tudo. Já não vai ficar mais nada, tudo vou vender. Compra sada. Sim. Depois liga muito. Liga muito bom, assim, corre para apanhar o peixe lá no fundo. Ah, mua, bạn, vườn này là để mua thuyền, chắc là cái thuyền mà thuyền là thuyền loại bé thôi mọi người, để đánh cá đây là đưa về huyền bán đây, để mua một cái container, gọi là cái thùng của cái thùng sắt của cái container đấy mọi người, là để mà bỏ cá cấp đống vào đây bán đấy. Cũng đâu tư làm kiểu này cũng có tương lai đấy, cũng không lấy tiền đâu. É se vai fazer sada depois comprar com teto, gasta muito dinheiro, né? Sim, é muito dinheiro. Por isso que eu quero acumular um dinheiro daqui, quando vem manga, vou acumular. Porque eu já tinha tirado um bocado que eu tinha comprado a fazenda lá. Ok. E eu já como estou velho, sério, estou mais velho, vou ficar ao lado da fazenda, não vou andar mais. Ah, bác bảo bây giờ là cũng có tuổi rồi, bây giờ kiểu cũng kiểu hưởng thụ đấy các bạn, một cái đáng tài gì kia lại là cũng có cái gọi là cũng có những cái ăn quả này, bây giờ là vợ con làm con cả con thì đi kinh doanh ấy, kiểu như vậy ấy, kinh thật đấy. Eu não pensa você de pensa muito de tan thì tem futuro que para filho. Sim, eu quero futuro. Okay. Bác bảo là muốn đưa tương lai để cho cả con. Như thế là então anda aí como já. Chefe, por isso que eu liguei para o meu chefe, o Major já estava comigo, e pensei, guirinei na minha cabeça, vi que nós não vamos conseguir, então tenho que ligar para o meu chefe. Eu não tenho dinheiro. Duma Velo, já tem cliente de compra? Esta aqui? Já. E essa aqui eu não quero vender mais numa outra pessoa, porque isso aqui está quase vizinho com a manga, e por isso que eu falei com o filho. Com o filho André, para ligar no chefe. Como esse está vizinho já com manga, então para o chefe comprar assim já tudo. Eu? Dinheiro tudo acabou lá, não tenho mais dinheiro. Dinheiro está. Acabou. Bác bảo là cái vườn xoài là gần với cái vườn cam này, cho nên là đầu tiên là muốn gọi mình đến để xem mình có mua hay không. Chứ giờ tiền đâu mà mua cả bạn. Giờ đừng bao nhiêu bản còn đừng muốn hỗ trợ giúp đỡ mà mua ở đây nữa thì đúng tiền đâu. Esse aqui, vem de quanto? Isso aqui? Yeah. Bom, para mim isso aqui, tudo, yeah. Só tem que ser 22 milhões. 22? Sim. Meu Deus. Agora vai comprar, você agora está rico, muito dinheiro. 22 não vou conseguir, chefe, é muito. Muito, né? Muito, não vou conseguir. 22 triệu quán, bây giờ là rơi vào khoảng tầm 600 triệu, gần 600 triệu, a 500 mấy. Esse tem quanto de pau de laranja, três vezes? Só que nunca confirmei. Só seria com meu filho que anda muito, porque eu quando estava doente, nem conseguia andar, mas
Eu acho que aqui pode ter uns... A planta completa pode ter 13 mil e tal. Meu Deus. 3.000 kg. Cô đến 3.000 mới làm như được 3.000 đâu anh. Làm như được 3.000 đâu. Nhìn rồng mới chứ. Rồng như đúng rồi, rồng bánh bóng sự sở rồi. Bây giờ bán cái chỗ này để đi mua đóng cái thuyền, để mua cái thùng container. Cái thùng container đấy mọi người, là thùng container đấy. Là để cho con kinh doanh đánh cá đấy, đưa cá về huyền, chắc là đưa về cái huyền của bác. Em thì tâm anh ạ, bà nhà bây xì đẹp bôi lê và đồ chi pia bà đà đề vén đây lá. Sim, quando o pano pesce lá, yeah. Assim, nós combinamos assim com os filhos. Ah. Os filhos, como fica já lá, sim. Sada, depois dele comprar, já combinamos. Ok. Eu já vi também, já vi a Sada. Một... Os filhos que vão trabalhar. Sim, sim, một sim. Nước đi, gọi là một nước đi, không ai ngờ tới cho các bạn. Một nước đi của bác đồng lập quá thông minh, một người đồng là suy nghĩ rất rất sâu xa luôn. Đấy, bỏ. Quyết định bỏ để sáng chuyển sang một cái hướng khác để tạo một cái tương lai cho con. Đấy, bác là giờ có một cái trang trại riêng đây. Kinh doanh. Kinh doanh. À nó đây, bố sẽ tính đi nghe đâu. Bây giờ anh quản lý nhiều tiền thì giờ đi mua cho bảo giờ bác bảo là mình gần cái vườn xoài để có mua hay không. Mình bảo cho tiền đâu mà mua được các bạn. Hôm kia mới trả vườn xoài là còn chết hết, còn đang thiếu gần 40 triệu nữa. Eu tô fantasma de dinheiro, você do manga, ai não acabou, agora como não é mais isso? Meu Deus, dinheiro não tem, mal lava. Não, mas como eu confio em Seftoni, yeah. E só fico, como eu confio muito, yeah. Não tem problema, porque já iniciamos convosco há muito tempo. Ah, tá bom, já, yeah. Vamos andar, ok, para ver. Ấy bảo mình mua chỗ này 22 triệu của anh, nhưng mà mình bảo là mình không mua các bạn, mình không mua. Vì là giờ là cũng rất là đang còn vừa mới mua ở bên kia mới xong. Đấy, trả con mới trả đang còn thiếu 40 triệu nữa. Giờ bà cái bảo bán cái này mà thấu tóm hết này. Hôm sau là thành địa chủ đấy luôn. Hôm sau là thành địa chủ đấy. Rồi tránh các bạn này. Esse muito coisa que vende. À đây. Você vende de ver para dele. Ele trabalha devagar, depois arruma aí pra cá. Não, não, não. Não vai conseguir. Mình bảo bảo mình đua là để cho anh quản lý, bắn anh quản lý làm đây lấy tiền trả thứ tư, trả dần dần một đấy các bạn. Bác bảo không, không, tôi đang cần tiền để mà làm công việc để cho các con. Đấy, tránh này, hơi. Úi giời, trình đá này này. Các cái vườn này nha, đúng là công nhận là đỉnh ấy, đỉnh của đỉnh. Mà cái ăn quả gì có thua bạc chủ vườn xoài cả đấy các bạn. Thua bạc chủ vườn xoài hết cấy rồi, tránh quả này. Giờ bán đi để chuyển sang một cái hướng kinh doanh mới, tạo điều kiện tương lai tốt hơn cho các con. Đấy. Một đường suy nghĩ rất sâu xa. Anh em mình cũng nghe và giật mình các bạn. Mua thuyền, đấy, một người dân bản mà ở một người ở bản mua thuyền nên là kinh doanh. Xì ai ai đâu. Esse é o laranja com limão. Ah, sou, né? Sim. Ok. Esse já estava lá aqui, Ana, daí? Senhora. Ah, senhora? Sim. Ah, của anh quản lý đấy, cùng người dân bản trong cà rốt đấy, các bạn. Tá bom assim? Não, não. Sim, estou bocado triste, porque não tenho onde andávamos trabalhar, mas eu quando cheguei, disse, não, você tem que parar. Eu já vou vender. Depois pensei. Bác bảo là muốn bán nhưng mà mới đâu là cùng hỏi mình, hỏi cái ý kiến của mình là mình vì mình gần vườn xoài mà các bạn, mình bảo là chưa tiền xoài mình trả nó còn thiếu 40 triệu để hai kia đấy để trả cho hết, mà bây giờ bác là bán cái này là 22 triệu quán, kinh khủng khiếp nhỉ, 22 triệu quán, so với cái giá này thì nếu mà có tiền mình cũng mua đấy các bạn, giờ nhìn thấy cái này nhìn thấy đâu nó thích, mũi tôi đi nghe rồi, vén đây để bơi đi nghe rồi. Nhưng mà cái kinh doanh của bác cái thuyền về container các thứ, cái thùng container các bạn chắc là phải cũng nhiều tiền đấy, không phải ít đâu. Cả một cái thuyền vừa không phải thuyền lớn đâu các bạn, thuyền vừa để đánh cá thôi, thuyền vừa ấy thôi, thuyền có máy quay như này. Thưa quý senhora aqui já tá bom. Giờ quyết định bán. Esse vende mesmo? Eu tô a vender. Eu estou a vender isso tudo, foi muito longe, olha só as filas conforme estão. Sim. Até lá na ponta, olha só as filas, até aqui, lá no fundo. Até lá no fundo. Isso tudo até a partir do rio, é vizinho com aquela fazenda de mar. Sim, sim, eu sei. Sim. Mas vende agora, ninguém tem dinheiro para comprar, esse agora tempo, esse povo está muito duro. Ou já tem outro cliente? Não, eu não quero mais cliente, porque senão se puxa. Só que Toninho, como já tem fazenda, essa aqui o próximo de manga. Essa aqui mesmo. Bora, eu posso esperar.
Até que vamos acabar aquilo, depois vamos conversar. Meu Deus, sempre grande aqui, sempre grande. Ô filho, o compra? Ai, vai bỏ anh Thạch mua anh Thạch ấy. Mua đây là đứa vợ con anh ấy vào làm việc. Compra? Sim. Eu compra? Sim. Dá quilapi. Quilapi? É. Dá? Quilapi? É. Não, quilapi? É. Ah, quilapi não dá. Bà anh Thạch bảo là mua nợ không. Mua nợ là không, tiền như tiền đi làm kinh doanh, như bỏ đi mua nợ mà bể. Ui. Đùa nó đây, tao muốn tụi capi đây kìa. Sì. Mưa đây các bạn, bây giờ là mưa lò lắc rắc đấy. Các bạn này, cái quýt bé bé các bạn nhìn. Amelia, cái quýt bé bé xíu ấy, quả kìa. Cái này chắc, em chỉ quan tụi là đây anh út. Essa aqui? Yeah. Essa aqui faz 3. 3? Até 2 e meio. Esse são 5 meses. Đấy, cả một cái vườn như này. Giờ là bán để cho con cái đi kinh doanh. Thì bây giờ là chúng là bây mình thì không thể mua đây. Mình thì không thể mua đâu các bạn. Đấy, vừa bên kia chắc xong, bây giờ cũng đang rất là nhiều. Đấy, mình để cho bác, mình thông báo cho bác thì bác bảo thế. Bác bảo là cái vườn này gần về là vườn xoài. Thì trước tiên khi bán thì hỏi cháu. Nhưng mà mình bảo không, mình không mua. Thế xì ăn ở đây, xin xin con bà ra chứ. Vên này bà ra đây lấy công bồ. Phá là bồ vô tính bồi, vên này tu được bồi. Ninguém já vai conseguir esse valor que ele está dizendo. Isso é muito simples que o mais velho quando me encontrou, yeah. Estava trabalhando, disse, não, meu filho, eu tenho preocupação dos meus filhos que estão lá no Nanita. Yeah. Quero fazer futuro com meus filhos, então vocês vão ter que parar. Đấy, cái vườn này mà bán cho bạn làm đán lạt thì công nhân sẽ giàu đấy các bạn, bán làm đán lạt sẽ giàu luôn. Esse vende do hai vezes, depois hai vezes tá rico, tudo tem dinheiro, né? Sim, vamos. Se na verdade nós conseguirmos uma fazenda desta, yeah. Assim vamos ser melhor. Assim vamos dar um agora vai falar o governo te dá dinheiro ou vai roubar já do banco? Đấy, để cho nói chung là để cho bác anh ấy hôm nay gọi điện đến đấy thì cũng thông báo cho mình cái tin như vậy đó các bạn. Septoni? Sim? Naquele dia o Septoni estava a perguntar se compra boi. Sim. Agora não queres mais comprar porque tu vai vender um. Boi? Sim. Tá bem. Sim. Não, é. Se amanhã tem casa? Ou à noite? Amanhã estou em casa. Ah, tá bom. Sim. Aí, bác bảo lá, cũng hỏi mình là hôm kia hỏi mua bò con muống, mà bác cũng bán bò. Thì cái đấy thì bò thì mình mua. Mua một vài con là được mà thì mua một vài con là. Tạm thời. Tạm thời. Dạ, tá bom. Eu vou comprar primeiro um bocado ainda. Um bocado só? Sim. Um quero de vender quanto boi? Eu. Na minha decisão vai depender. Yeah. Vai depender, mas eu queria vender pelo menos 5 ainda. Você tinha que vender pelo menos 22. Bạn bảo là buồn bán khoảng tầm 20 đến 25 con bò. Đấy, thì để ngày mai mình đến xem, được bắt thì mình cũng nhìn vô thâm giám 7 con như vậy các bạn. Đấy, giám 7 con thôi. Đấy, đấy, để mà phục vụ mà cây đóng những cái khi nóng trài đó. Được bắt như vậy. Nhưng bây giờ bác bán hết để đầu tư cho con đấy các bạn. Đấy, đầu tư cho con đi đúng hướng, làm cái nghề đẩy cá đưa về huyền, đánh ở biển đưa về huyền là cũng đã một cái suy nghĩ gọi là rất táo bạo nhé các bạn. Một xe bên xa muito forte xa mesmo. Faz a base de poder levar do que vende. Cả cái vườn các bạn này, đỉnh nhờ, cả chanh, cam gọi là có đủ tất cả các mọi thứ luôn. Bây giờ hiện tại là mưa rồi, bây giờ là sẽ đi vào đây đấy. Mưa. Xin chú vào cái đàn nữa đấy. Đâu có là ẩu với xe yo nữa. Bây giờ đi lạc đi. Ê hao nè. À tính xe đây. Đến đâu? Phạm một chú và cái yêu. Hãy mưa đây các bạn, mưa đây. Tội đây. Dạ mà về luôn. Ê xin bố xe vén đây coi ra ký. Yêu ai nó có xin kì bà là con bà là. Bù đi xu lá đù mang gà sô bà gà mệt. Sô phân tạm bù ca đù ai nè nó cà bố. Xin bố xe bà là quán là cliente. Bố đây có vén đây bà là outro. Sim, mas eu vou falar com os filhos, porque eu tenho já o meu cliente já é o Septoni. É que é o meu cliente, já é o Septoni. Ah. Eu não vou arranjar mais outro cliente, eu posso esperar. Ah, supera o filho, né? Sim, vou esperar o filho. Ah. Bác bảo là cũng nói bem trước, nếu mình không mua thì bác sẽ điện cho con con tìm khách, đấy, con tìm khách để mà bán cho những người khác thì mình cũng bảo bác là như vậy, bác cứ bảo con tìm khách ấy, bây giờ là mình cũng không thể mua được các bạn, không thể mua được. Phải tập trung vào bên kia đã, còn bên này thì đúng là tiếc thì tiếc thật nhưng mà không đủ khả năng, không nào nó mới khả năng. Cho nên là hôm nay anh quản lý gọi nãy cũng tưởng là mình để mua. Nhưng mà bảo thì tiền giờ tiền đâu mà mua nữa. Đấy, cám này con này, quả đầy đến khiếp thật.
Cái này giờ chỉ cần vào cây là làm kinh doanh khoảng tầm 2-3 năm lại lại vốn, nói chung khoảng 3-4 năm. Đấy, bán cả cho người dân làm thì cả hỗ trợ người dân ở đây các bạn thì khoảng tầm 3-4 năm. Đấy. Đỉnh chứ các bạn. Trời, tao muốn đi tụi bà kia giờ. Muốn tụi gran thì mèo đều. Cái xe gran thì. Muốn tụi gran thì mèo. Así no va con siki para que para usar, ¿no es? Así si usted vende así después pe más fula mamá. Es por eso que yo tengo que salir de aquí. Sí. Yo tengo que salir. Ah, cuối cùng là bà còn cho nó đi đấy, bạn còn cho nó đi để đặt hướng kinh doanh mới cho cả con, đấy, sống vì con, đấy, cả cuộc đời sống vì con. Thôi bệnh xong là di chuyển đi xuống dưới huyện đấy, bán hết là di chuyển huyện đấy là kinh doanh, cũng là mua trang trại mới đấy các bạn. Mua trang trại mới rồi giờ xuống dưới đấy kinh doanh và chắn làm thuyền để đánh cá đấy các bạn, làm thuyền để đánh cá và mua cống đông lạnh về là bán dưới huyện đấy. Đấy, một suy nghĩ rất táo bạo, nhưng mà ở dưới huyện bán cá các bạn, kể cả ở đấy cũng bán được mà, ở đấy mà có cái cống đông lạnh để mua cá tươi về bán ở đấy rất là đắt giá, vì ở đấy là có ai bán cá tươi đâu. Thôi bây giờ trời mưa rồi, các ta về đấy. Mưa thế đấy con. Đây em ta chu vào cái. Mi lôi em tao. Ô giờ vẫn cho đồ ăn ở đây mi liga para mi. Em tao ô giờ về đồ mà về đồ aqui, em tao muito obrigado. Obrigado. Já. Tá bem, vai bem. Ana, já. Se você conversar com ele como na DV, é melhor você como na DV. Eu não vai conseguir. Muito obrigado. Já. Olha vai amanhã vai igreja, né? Sim, amanhã vai igreja. Já. Tá bom. Da igreja. Tenho que ir na cidade. Ok. Đấy thì ok các bạn, thì hôm nay là anh em mình nhận được cái cuộc điện thoại của anh quản lý là bảo là bác là đến đây mới nói chuyện, thì thầy bác bảo là bán cái vườn này. Đấy, nhưng mà gọi là ở đấy cũng gần vườn xoài thì cũng gọi cho mình, như anh quản lý là gọi cho mình đến để hỏi, nhưng mà mình bảo mình không mua, thì là để cho bác là bảo con là chuẩn bị kiếm khách khác đến, ai mua thì mua các bạn. Thì bây giờ anh em mình cũng đang giúp đỡ rất là nhiều bản, trong con bản lan đan lá thì như mọi hôm mình đã nói đấy, thì ở đấy là chỉ có làm thời vụ thôi, bác lại là lúc nào không biết, bây giờ bác làm ăn thì bác lại thôi, cái đó là cái điều đương nhiên, không phải cho thuê, không phải hợp đồng gì hết, chỉ cho làm thời vụ về các bạn. Nói chung là cũng bán được thì bác sẽ đi làm nơi khác thì cũng mừng cho bác. Bác thi thoảng về đấy thì anh em mình cùng bác cũng sẽ là gặp nhau. Dạ, anh tao logo ra. Xin phiền các anh. Muito obrigado. Sim, sim, sim. Đấy thì ok các bạn, thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khó bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Dạ, mọi người. Mọi người. Muito obrigado já. Chico. Chico. Zé. Ok. Boa sorte para o Bedeu. Vai casa, vai casa.